Hello, chào mừng các bạn đã trở lại kênh Cuộc Sống Việt Colorado tại Mỹ cùng với chuyên viên địa ốc Lâm Hoàng Phượng của công ty bất động sản Broker Skill Cherry Creek. Thì hôm nay Lâm Hoàng Phượng đã có một cặp vợ chồng đến gặp Lâm Hoàng Phượng muốn mua nhà và họ có thắc mắc về cách đứng tên chủ quyền nhà. Thì sẵn đây Lâm Hoàng Phượng xin được chia sẻ và giải thích cùng tất cả các bạn cách đứng tên chủ quyền nhà. Lâm Hoàng Phượng xin nói trước, Lâm Hoàng Phượng không phải là luật sư bất động sản chuyên tư vấn về cách đứng tên chủ quyền nhà, mà Lâm Hoàng Phượng chỉ chia sẻ chứ không tư vấn, tại vì Lâm Hoàng Phượng không có quyền tư vấn cho các bạn cách đứng tên chủ quyền nhà như thế nào. Thì Lâm Hoàng Phượng xin giải thích nha, cho các bạn biết những gì mà Lâm Hoàng Phượng hiểu biết và đã trải qua trong cái thời gian mà làm địa ốc. Thì nó có hai dạng, đó là joint tenant và tenancy in common. Joint tenant rất là dễ hiểu. Joint tenant cho những cặp vợ chồng như anh chị hồi nãy mới vô gặp Lâm Hoàng Phượng nè, thì hai người đứng tên chủ quyền nhà, không cần biết ai đứng trước ai đứng sau, hai người đều được quyền lợi như nhau. Có nghĩa là trong cái nhà đó là 100% thì anh này có quyền 50%, chị này có quyền 50%, quyền quyết định của họ là 50-50, 50-50. Và trong cái trường hợp nếu mà một trong hai người mất đi, cái 50% này sẽ tự động chuyển cho cái người mà vợ này. Ví dụ như người chồng mất đi thì cái người vợ được 100%, cái 50% của cái anh này sẽ tự động chuyển vào cho cái người vợ. Cái đó gọi là joint tenant. Còn cái tenancy in common, tenancy in common là một việc ít có gặp, tại vì ít có ai làm như vậy. Nhưng mà Lâm Phượng xin giải thích cho tenancy in common có nghĩa là hai người mua một cái nhà và cùng đứng tên chủ quyền nhà, trừ khi trên giấy tờ có ghi rõ ràng là cái anh này được 75%, chị này 25%. Trừ khi trên giấy tờ ghi rõ ràng, nếu không có ghi rõ ràng thì hai người cũng được 50 và 50, có nghĩa là mỗi người 50%, mỗi người 50%. Trong trường hợp nếu như một trong hai người mất đi, thí dụ cái chị này mất đi, thì cái 50% của cái chị này sẽ được chuyển sang cho cái người thừa hưởng cái tài sản mà chị này có làm di chúc, chứ nó không có chuyển cho cái anh chồng này. Quý vị có hiểu không? Tại vì cái tenancy in common nó khác biệt với lại joint tenant. Thì trong trường hợp mà một trong hai người mất đi, cái tài sản, cái phần trăm của người mất đi này sẽ được chuyển cho cái người thừa hưởng tài sản của họ, chứ không cho cái người mà còn sống. Hy vọng cái video này đã giải thích một phần thắc mắc của tất cả các bạn nào muốn mua nhà và muốn biết thêm về cách đứng tên chủ quyền nhà. Thì nếu mà các bạn thích video này, xin các bạn hãy đăng ký kênh và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và sự an lành. Xin hẹn lại video kế tiếp.